Sau ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, trước yêu cầu mới của cách mạng, Đảng Bộ Hà Nội đã có quyết định số 93 ngày 26 tháng 2 năm 1957 về việc xuất bản báo hàng ngày ở thủ đô và ngày 24 tháng 10 năm 1957, báo thủ đô đã chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Đầu năm 1959, báo thủ đô với báo Hà Nội hàng ngày hợp nhất và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho tờ báo là thủ đô Hà Nội. Đến năm 1968, báo thời mới, tờ báo của các nhân sĩ trí thức tiến bộ lúc đó sát nhập với báo thủ đô hà nội và được bác hồ đặt tên là hà nội mới Kể từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, báo Hà Nội Mới luôn là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, có phần quan trọng trong công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như xây dựng phát triển thủ đô và đất nước hôm nay. Là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, bên cạnh việc đổi mới cách thức tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, của Đảng bộ thành phố, báo Hà Nội Mới đấu tranh không khoan nhượng với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các biểu hiện tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Từ đó góp phần xây dựng đảng, bảo vệ chế độ. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tích rất đáng tự hào, qua các thời kỳ, báo Hà Nội mới đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ phong tặng danh hiệu anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.